Tháng 7, không thể không nhớ tới những người đã đi qua chiến tranh. Chúng tôi du ca về với Quảng Bình, hát tặng bà con và những khán giả, đặc biệt là những cô gái pháo binh Ngư Thủy, huyền thoại năm xưa. Buổi chiều đáng nhớ ấy, một chương trình ca nhạc đặc biệt đã diễn ra ngay trên bến thuyền chài, không quảng cáo hay bán vé, cũng chẳng gọi loa. Tôi hạnh phúc được là một người nghệ sĩ đúng nghĩa của nhân dân, khi tiếng hát tôi hòa cùng tiếng sóng biển, hòa cả tiếng bi bô của lũ trẻ xóm chài.